em báo công an trước. Em lại em báo là con thỏ giữ nó trước, nó giờ con lại nhà trinh sát con vậy đó. Trinh sát con chó là con giật con đục à. Con đục ổng á. Quốc luôn hả? Không có, bây giờ mình lại ra đúng rồi, đúng rồi, nhỏ này nó nhiều khi nó nhỏ không có nó khôn không, giờ lại công an trước đi rồi lại ủy ban xã chứ. Nhà người ta nó nói là xâm hại. Đúng rồi. Nhỏ này nhiều cái em ý là em vậy em còn thua nó. Không mình đứng dễ người ta. Với số còn bác em chẳng còn mua. Em mua trong đây ha, ý là em mua trong đây gần cả chục tờ nè. Nói chung là em bán mà em cũng vẫn chừa, nhiều khi em chừa ha, 50-60 tờ luôn, cả trăm tờ luôn. Cái mà miệng cho em bây giờ há giờ há vụ ha, vụ hồi nhỏ này đó là nó chưa nuôi tiền, nó cũng đi làm có tiền, em chẳng hay bán có tiền, ai làm gia đình ai làm có tiền chứ. Mới bữa hôm mà đợt đó là bọn Vinh vô bữa đó em trúng được 500 ngàn đó. Ủa em thiếu em tự làm em trả ha, 400 em đâu có 4 mấy tờ ha mà hơn trời. Tự nhiên bữa đó quay luôn mua không ai mua chứ. Bữa đó chú nào vừa thấy em mua tiền tôi nghe. Thôi giờ em mua chỉ 10 tờ thôi, mấy người kia mua 5 tờ ha. Còn lại 4 mấy tờ chiều. Chừa luôn. Vừa lấy trúng được 500 ngàn. Qua kia kia em gọi. Giờ số một cọc mấy bà kia chờ chờ không chờ nhỏ này kêu chơi không đó. Đăng lên mà cái gái vô cửa tôi tới em chị ngủ với thằng chị con bé mày lại trên nè. Mày đi trên tụi em ở dưới. Giờ ngủ đâu? Ngủ đó mày đi xe cứu mày trong mấy cái đồ dễ. Thì sao chị không ở dưới đây tự nhiên lên đây nằm cực khổ cũng đâu. Thì ghét không có người thương chứ như 1000 người đó phải mà ghét chung ở đâu. Bé mì á. Đúng rồi. Ở nhà là có mình nói là có nhà nghỉ đầu xưa á. Cái đầu tự nhiên cái đầu cái clip đó là người ta nói là hai mắt con mi luôn chứ không phải cũng như là dở lại dở nhà không cái đầu với chắc mấy người hàng xóm cái mét ông ở ngoài Cần Thơ á vô ha bắt ở tù mười mấy năm mười năm mà nói suối cha đi lấy nó chứ mà cha đâu suối một phút nữa một phút nó có đi hơn phải phút đi là một phút ở cũng ở tù rồi đó một phút với cha nó không có đi lấy có mình nên nói với em chồng em vợ đó chồng biết luôn bây giờ nó có tình dưới luôn lại tới nhà ổng luôn chứ nói chuyện điện thoại thì nó cũng dễ dàng nói chuyện điện thoại là bình thường ví dụ dạ, mình lên lên rồi khán giả người ta nói dàn cảnh này nọ dạ, nữa đúng rồi. Lại mình, là mình làm mà làm thực tế sự thật chứ không có dạ, đúng rồi. Thật luôn đúng rồi, mình làm là sự em thật lại chứ em báo công an trước em lại em báo là con thỏ dưỡng nó trước nó giờ con lại nhà trinh sát con vậy đó trinh sát con chó là con giật con đục à con đục ổng á quốc luôn hả không có bây giờ mình lại ra đúng rồi nhỏ này nó nhiều khi nó nhỏ không có nó khôn giờ lại công an trước đi rồi lại ủy ban xã chứ nhà người ta nói là xâm đúng rồi đúng rồi nhỏ là nhiều cái em ý là em vậy mà em còn thua nó không mà đứng ngay trước cửa thôi đừng vô nhà vô mà nhà là sai chị bán vé số mà ổng đi rình ổng đi mò chị ai biết gì vậy? Không lâu người ta mua vé số ổng về ổng nói với cha ổng nói ông già nắm tay nắm vợ tay ông già nắm tay vợ ông kìa rồi cha nó đem nó cơm nó mới ghê chứ ông già cha nó đem nó cơm mà cha nó nín thinh không nói chứ mà không nhờ ông giống ông ghen ha hai ba ngày ông mới nói ông hỏi vậy ra chị cửa nhìn là ủa đi đâu ổng đi bán số nhưng mà tối không đi bán là đi em nói vậy ngọn hỏi gì là giờ anh hỏi thiệt em hỏi gì anh hỏi thì em nói ủa em đi bán số khi nào mà ta về giờ cái vụ chửi là chị nói được không có em bị chửi đó ngoài mày rồi mày cuối cùng em nhận lỗi bây giờ thôi hai vợ chồng con nhau cũng gì nói đó bây giờ hồi đó hai tự nhiên tôi đi bán số về nó nói vậy nó chửi tôi nói dùng cái khùng tôi điện phật tôi nói là mua gì phật đó hồi đó tự nhiên nó chửi vậy con nói tụi nó chửi gì đó cái gì từ buổi sau đó tự nhiên nó nhìn cái thò lỗ rồi ha từ buổi sau giờ mặn ăn ha giờ lên tới não rồi mặn ăn á thua xúc ta giờ lên tới não rồi em xuống lần cái chai em á tôi làm nó đây coi làm được bao lâu cũng phá nữa cũng đây là trời phá nữa nói anh là trời hại cái gì chúng mặn quá trời chứ cái thời gian của mặn quá trời chứ trời hại đó còn dài nó còn khổ dài nữa mình xuống mình làm cho cha mình mới ngày đầu tiên ông sắp đất xuống mình đã coi làm được bao lâu nha từ quay tới giờ hai ngày nào cũng qua quán uống phê chứ có thao điện á ngày nào cũng uống phê chứ rồi từ giờ hổng không quay nó không qua uống phê từ giờ hổng về ha là không khỏi cũng khỏi rồi hổng được thấy chữ mất tiền rồi không biết đi đâu mất tiền rồi ngày nào cũng qua quán phê uống phê chứ ngày nào uống chứ có khi nào ổng thích chị ổng không được chị thích đó đi theo đó phải chị nói là đi rồi ổng ghét lên rồi cái ổng nói xấu mi ông ta không kiểu dạng như ông thích mẹ mi mà cái này á là em về em báo công an là em nếu mà thực sự là em với mẹ không có nói thì giờ em cứ lại em không trình với bà biết phước trước thì ông ắt cái tiếng đó đó rồi em lại em trình này cho công an người ta sẽ mời ông ra làm việc trình trình với bà thỏ rồi thỏ báo với ông gì là phước là ông gì ông tự báo à
cái này là bôi nhỏ dữ. Đúng rồi, giờ lên tới não rồi đó. Xì dòng Sài Gòn á. Nó có tiền án rồi, nó tù anh lần rồi, nó có tiền án rồi. Không biết làm gì chi trời cũng gảnh đó ha. Giấc đường sống có gì không? Lôi đi kiếm tiền, lôi gảnh thiệt á. Nó quá gảnh luôn. Chắc là không được, chạy vậy. Nó quá gảnh luôn thiệt á. Thời gian gảnh thiệt chứ. Bây giờ chị cũng có đồng khác rồi không? Chưa. Chị á chưa hả? Chưa, nó có bạn à. Rồi, hết rồi. Nếu mà giờ chị không có bạn á thì cái anh đó là không có thêm chọt. Giờ chị có là không chịu ổng, là không phải thêm chọt vậy chứ. Ai kêu chị dâu đẹp quá chị hả? Ai kêu chị dâu đẹp quá chị? Trời, chị dâu xuất đẹp không? Chị 48 tuổi hả? Đâu có đẹp chị dâu xuất. Chị có mình với em My này hả? Chị đủ tỷ hả? 77. Đúng rồi. Mình lên đó nó. Có chồng trễ là sao mà My nhỏ tuổi vậy? Chồng trễ đầu tiên là mẹ em sao đang nghe mắt. Đầu tiên có hai đứa. Hai đứa con, mới có đứa. Hả? Chung cái số người ta đó đã chạy rồi, chạy rồi với giờ nó đã sắp đặt rồi. Không bị cái này thì cũng bị khác à. Khi mình dặn tiên á, cái nó sao nói vô trời ơi con ơi. Rồi đó giờ cô hai nó thì con ha. Nghe mình ngồi mình nói cho nó nghe. Thì đó giờ cô hai nó thì con nó, cô hai bằng My nha. Cái ngày cô hai đi chồng không có người nào mà quýnh cô hai chứ. Còn lại cô hai dưới nợ ha, còn mua vàng, mua xe cho cô hai, nó không ai quýnh cô hai bật tay. Nó ngồi nó nói mà nó khóc cũng thiệt nha. Cô hai ơi, nhiều khi Duy Nga nó gặp số ai nó hưởng. Đúng rồi. Chứ cô hai nói gì cũng tội nghiệp cho con chứ. Con đâu muốn giống như cô hai đâu, cô hai đâu muốn giống như con đâu. Cô ngồi nó khóc mình nói nghe, mình làm mình suy nghĩ. Nói vậy đó, nó nói cô hai, tối ngày cô hai nghe la hoài, nó tự nhiên sao bị ngu tao phần cái này là bây giờ hả? Thiệt á. Nhiều khi người ta còn thương, ta còn mua xe, mua vàng dòng cho ta đeo. Chị với anh Út là ai lớn? Em. Chị lớn hả? Vậy là anh Út nhỏ tuổi vậy đó. Nhỏ hơn. Rồi nó hôn trời ơi, sao tự nhiên con làm tình trạng vậy á? Dù con quen không được kêu nó chia tay đi. Nó nói vậy cô hai, đâu có chuyện gì xảy ra. Như đó quen cái ông ấy với kịch rồi thôi cha ha. Rồi người ta mua vàng cho luôn. Rồi mua xe nó, rồi người kia nọ đi làm á, cái gì cũng thời gian nghỉ bán cái số đó. Vậy giờ bán lại. Vậy là sống ngốc cho già. Chưa biết nha, đợi cho nó chắc ghép da xong nó đang hai mỗi nó ghép da gì nè. Nhiều khi em nói chuyện còn như em còn còn nhiều khi con nói chuyện còn sơ sót nè. Chứ đừng nói nhất. Chung mà hoan hỷ được mà hoan hỷ thôi. Nó mới có 15, 16, 17 tuổi rồi. Thì em đây là em còn bút mất đầu này. Diễn ra tới nước này thì gia đình hiểu nhân từ đâu rồi. Không phải là do tụi em. Thì gia đình cũng đã hiểu là cái công việc nó bắt buộc từ đâu. Nói chung là hai bên đều nổi á thì 50-50 đi. Bé My thì bữa nó bức xúc quá. Rồi nó chỉ gọi cho nó đó. Thì nó ấy ra đó. Thì vô tình đó thì hôm nay không đã bật cái đường lai sẵn rồi. Anh Tâm ảnh cũng lên 2 clip anh xin lỗi rồi. Anh vừa xuống lai là anh lên xin lỗi luôn á. Thằng mà em phải xin lỗi nó là cái gì em không móc nó thôi chứ nó là gì mà em phải xin lỗi nó, mà em phải xin lỗi là con My lỡ lời như vậy đó. Có xin lỗi nhàn mà nhỏ xin lỗi nhàn hai lần cái gì mà em lên em xin lỗi em làm clip đây hai clip em xin lỗi rồi bà ngoại nó nói đó, bà ngoại nó rồi bé My một clip nữa đúng không bé My đứng cái chân chứa bằng thờ nó thôi con ơi nó còn nhỏ quá thôi với nhà nó thôi đâu con đâu có nói gì đâu ngoại ơi thôi con em út mà thôi con cũng đâu có nói gì đâu chắc tới giờ đâu nhàn đâu có nín tin tới giờ đâu có nói gì nữa đâu rồi em đăng bài lên em mong mọi người bỏ qua cho bé My người ta bình luận vô tình chửi em luôn. Nói thôi mọi người cũng đã rút tiền lại hết rồi thôi mọi người bỏ qua cho cháu đi. Nói chung là cháu cũng sơ sót rồi ai vô người ai không có cái sai. Nhưng mà bình luận chủ em luôn điện tới tóc nó chủ. Cái bà đã chắc hay như là kiểu như là bà nói như là bà không rồi đó vậy bà không có lỡ lời gì chứ. Bà ăn cơm bà không có đổ bà mặn cá bà không có đứt tay. À vậy.
ví dụ mấy người đó vậy đó. Mấy người điện cho em kêu ghi âm đầy nè mà em đâu có đăng, em không có muốn đăng. Rồi mấy hôm nay giang hồ ủng hộ với dí rồi em ôm sùm vậy đó. Nói là mà có rất là nhiều mạnh thường quân bên em mới gọi, cũng mấy người đó người ta gửi cho hoàn cảnh của em y 12 triệu. Rồi xong mà thấy mấy clip mà em đưa lên á thì nói là giang hồ nó này nọ dí bọn em, à, khủng bố bọn em. Rồi nói là nghi ngờ là gia đình của mình á, là chị đó, là thuê những người đó để mà tấn công anh em. Dạ, cho nên bây giờ là người ta gọi cho em là dạ gọi cho em nói thôi bây giờ 12 triệu này con cứ giữ đi, để từ từ rút vô hoàn cảnh khác. Nói chung là em là anh em đây là người trung gian thôi, thực sự ra còn cũng biết sao mấy anh em á đây làm á thì dạ thì những cái video thức phim mà anh em ngồi cho tâm sự với My và mẹ của My đó quý cô chú anh chị tại bệnh viện Chợ Gãy á, tại vì anh em không có quay nha, tại vì anh em đặt cái máy và dặn camera chuyên nghiệp á quay lại thôi. Những cái câu chuyện mà ở đời sống người ta khi mà mình quay lén người ta không quay đó, nó thẳng là quay lén luôn để mà người ta nói ra sự thật luôn, chứ thật sự ra mà khi mà mình quay thật sự lên trước mặt người ta thì người ta không bao giờ dám nói một cái điều nào chứ. Quý anh chị, đây là những cái thước phim và những cái sự thật là nó đã như thế. Khi mà anh em đã đến đây để mà trò chuyện cũng như là hỏi thăm thì clip em đến đây cũng xin kết thúc. Xin hẹn quý cô chú anh chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý cô chú anh chị.